Ngày 21 tháng 9, ông Nguyễn Huy Thông, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, thông tin cho biết Trung tâm Y tế huyện vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhân được người dân khiêng bộ gần 40 km đến cấp cứu. Theo đó, khuya ngày 20 tháng 9, cô Lâu Thị Nhút, 18 tuổi, ngụ xã Trờ Hy, huyện Tây Giang, đau bụng dữ dội. Nhút được người thân và hàng xóm đưa đến trạm y tế xã Trờ Hy cấp cứu. Tại đây, chị Nhút được chẩn đoán đau ruột thừa nên đề nghị đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tây Giang điều trị. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 5, đường từ xã Trờ Hy đến Trung tâm Y tế huyện xuất hiện nhiều điểm sạt lở khiến xe cộ không thể lưu thông. Trước tình hình trên, 16 thanh niên địa phương đã phối hợp thay phiên nhau khiêng chị Nhút vừa gần 40 km đến Trung tâm Y tế huyện để cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán chị Nhút bị viêm đại tràng co thắt, bệnh nhân được truyền dịch, xét nghiệm máu và điều trị, hiện sức khỏe đã ổn định. Ủy ban Nhân dân huyện Tây Giang thống kê, do ảnh hưởng của bão số 5, địa phương có hơn 130 điểm sạt lở, 10 cầu treo dân sinh bị nước lũ cuốn trôi, 150 hectare lúa và cây trồng hư hại.